kính chào quý vị và các bạn đến với kênh Ánh Dương TV. Bản tin thời sự mới nhất. Trung Quốc xây căn cứ tên lửa gần biên giới Việt Nam. Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều ngày mùng 4 tháng 2 năm 2021, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Trung Quốc sắp hoàn tất xây dựng một căn cứ tên lửa đất đối không ở huyện Ninh Minh, tỉnh Quảng Tây, cách biên giới Việt Nam khoảng 20 km, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ xác minh thông tin này. Cụ thể thông tin là từ dự án Đại sự ký Biển Đông. Ảnh vệ tinh phân tích mà dự án Đại sự ký Biển Đông nhận được cho thấy, một căn cứ tên lửa đất đối không SAM đang được hoàn tất cách biên giới Việt Nam khoảng 20 km. Cách công trình được cho là một sân bay trực thăng quân sự đang được xây dựng khoảng 40 km. Tên lửa đất đối không được phát triển để bảo vệ các vị trí trên mặt đất khỏi các cuộc tấn công thù địch trên không, đặc biệt là các máy bay ném bom tầm cao bay ngoài tầm bắn của pháo phòng không bình thường. Ảnh vệ tinh và phân tích từ đối tác của dự án Đại sự ký Biển Đông cho thấy, một căn cứ tên lửa đất đối không đang được hoàn tất ở huyện Ninh Ninh thuộc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, cách biên giới Việt Nam khoảng 20 km. Dữ liệu vệ tinh hệ thống hóa cho thấy, căn cứ tên lửa đất đối không được bắt đầu xây dựng trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2019 tới nay đã gần hoàn thành. Dường như Trung Quốc đang lặp lại mô hình mà nước này đã xây dựng ở gần biên giới Ấn Độ và có nguyên tệ tạng. Với vị trí phòng không bằng tên lửa đất đối không cho phép đánh chặn các cuộc tấn công thù địch trên không và sân bay trực thăng quân sự cho phép triển khai nhiều hoạt động quân sự linh hoạt trong mọi điều kiện địa hình và thời tiết khắc nghiệt. Dù vậy, hiện tại quy mô mô hình Trung Quốc thực hiện ở gần biên giới Việt Nam còn nhỏ hơn rất nhiều so với những gì Trung Quốc đã triển khai suốt dọc biên giới Ấn Độ. Thông tin này được đưa ra sau khi có những diễn biến mới phức tạp ở Biển Đông. Trước hết là như tin chúng tôi vừa đưa. Trung Quốc đang có những hoạt động bất thường ở bãi Ba Đầu thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Những hình ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy có khả năng Trung Quốc đang ra sức bồi đắp bãi chìm này để thành đảo nhân tạo mới. Tiếp đó, Anh và Nhật Bản hôm 3 tháng 2 ra thông cáo chung bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình Biển Đông và Biển Hoa Đông, phản đối hành vi đơn phương thay đổi hiện trạng. Cũng như thông tin, Anh dự kiến triển khai tàu sân bay HMS Queen Elizabeth tới khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cuối năm nay và khả năng đưa đến Biển Đông. Trả lời câu hỏi về vấn đề này, bà Hằng khẳng định Việt Nam ủng hộ việc duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực, an ninh an toàn, tự do hàng hải và hàng không, tôn trọng nguyên tắc thượng tôn pháp luật trên các vùng biển và đại dương, phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, công ước liên hợp quốc về luật biển 1982. Hoạt động của các bên ở biển Đông cần đóng góp vào mục tiêu chung này. Bà Hằng nói, về việc Nhật Bản mới đây gửi công hàm lên liên hợp quốc để phản đối công hàm hồi năm 2020 của Trung Quốc nêu những yêu sách của Bắc Kinh trên biển Đông. Bà Hằng nói rằng, lập trường của Việt Nam về các vấn đề liên quan đến biển Đông là nhất quán và đã được thể hiện trong nhiều dịp khác nhau. Việt Nam hoan nghênh lập trường của các nước về vấn đề Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển 1982 và chia sẻ quan điểm như đã nêu trong tuyên bố dịp hội nghị cấp cao ASEAN 36 và thông báo chung hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 53 rằng Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển 1982 là khuôn khổ pháp lý điều chỉnh mọi hoạt động trên biển và đại dương. Với tinh thần đó, cùng các nước ASEAN, Việt Nam mong rằng tất cả các nước, trong đó có các nước đối tác của ASEAN, sẽ nỗ lực đóng góp vào việc duy trì hòa bình ổn định hợp tác tại biển Đông và giải quyết các tranh chấp thông qua đối thoại cùng với các biện pháp hòa bình khác theo luật pháp quốc tế, công ước liên hợp quốc về luật biển 1982 vì lợi ích chung, phù hợp với nguyện vọng của các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế. Chưa rõ thông tin về hình ảnh vệ tinh của dự án đại sự ký biển Đông có chính xác hay không, nhưng có thể thấy Trung Quốc đang cho thấy những bước đi ngày càng lộ liễu, ngang ngược và xem thường luật pháp quốc tế. Chúng tôi sẽ kịp thời cung cấp những thông tin mới nhất về vấn đề này trong các bản tin tiếp theo. Bản tin của chúng tôi đến đây là hết xin chào và hẹn gặp lại